Thưa quý vị, để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 21 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Long An về chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong hai năm qua, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh luôn tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hơn 2 năm qua, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh ra quân đồng loạt đội hình IT xanh, tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử, hỗ trợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID và tài khoản định danh mức độ 2, ứng dụng Long An số, hỗ trợ hướng dẫn cài đặt chữ ký số miễn phí cho người dân, đồng thời triển khai ra mắt các mô hình công trình thanh niên tham gia chuyển đổi số đoàn thanh niên các huyện thị xã thành phố phối hợp triển khai quầy thanh niên hỗ trợ công dân tại trung tâm hành chính công cấp huyện qua đó có hơn 39.000 lượt đoàn viên thanh thiếu niên tiếp cận tham gia hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực số có hơn 186.000 thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử có hơn 126.000 thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến